Xin chào các bạn đến với video này, tôi tên Mark. Hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tháng 2, 2017, trời nắng đẹp với 10 độ C. Rất tiện để đi dạo thành phố bằng xe đạp. Một khi ra khỏi trạm xe điện Biarkem, bạn sẽ thấy sông Seine. Đây là cầu Biarkem, bên dưới là đường bộ, bên trên là đường sắt. Cầu này đã khánh thành vào năm 1878. Nhiều phim và clip video đã dùng nơi đây để làm cảnh để quay. Bên trái của cầu là đảo Thiên Nga. Chiều dài là 890 m và chiều ngang là 11 m. Đảo nhân tạo này kéo dài từ cầu Biarkem cho tới cầu Grenelle. Đảo nằm giữa lòng sông Seine nên rất là yên tĩnh. Không khí trong lành để đi bộ hay là chạy bộ. Lâu lâu thì có tàu du lịch đi ngang. Bên tay phải các bạn sẽ để ý một cái cầu sắt giống cầu Tràng Tiền ở Huế hay là cầu Long Biên ở Hà Nội. Chắc cũng không có gì lạ lắm vì ba cái cầu này là đều do nhà thiết kế Gustave Eiffel thiết kế. Cầu này tên là Pont de Ruelle, là khánh thành vào khoảng năm 1900. Chúng ta tiếp tục chạy về hướng tây nam của đảo để đến một địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố New York. Đó là nữ thần tự do của nhà thiết kế kỹ sư Gustave Eiffel. Bản sao này nằm sau cầu Pont de Grenelle và đã được khánh thành vào năm 1889, khoảng 3 năm sau ngày khánh thành của nữ thần tự do tại New York. Chiều cao của tượng này là 11 thước 50, tương đối rất là nhỏ so với tượng của thành phố New York là khoảng 46 mét 50. Bây giờ chúng ta chạy trở về hướng đông. Và vượt qua cầu Ruelle. Bên tay phải các bạn đang từ từ nhận ra tháp sắt Eiffel, chiều cao với anten là 324 m, cao hơn tháp tài chính Bitexco tại Sài Gòn, chiều cao là 269 m, nhưng thấp hơn tháp Cang Nam Hà Nội Landmark, chiều cao là 345 m với anten. Cầu Biarkem cũng là nơi nhiều chiếc ảnh gia thường dùng để làm cảnh chụp hình. Siêu mẫu và thời trang. Lý do chắc cũng dễ hiểu vì nơi đây phong cảnh rất là thoáng và đẹp. Chiều cao lầu 1 của tháp Eiffel là 91 m, lầu 2 là 149 m và lầu cuối là 309 m. Theo dọc bờ sông Seine, chúng ta vẫn tiếp tục chạy về hướng đông.
Tháp Eiffel thu hút khoảng 7 triệu du khách mỗi năm. Vé vào gồm cầu thang máy đến tầng 3 là 15,5 euro. Tháp sắt Eiffel đã được khánh thành năm Hội chợ quốc tế 1889. Mặt bằng là 125 m trên 125 m với 4 cột trụ. Nhìn phía đông của tháp Eiffel là đường Bồ Đề này. Chúng ta tiếp tục hành trình dọc sông Seine. Trước là cầu Alma do Napoleon III khánh thành vào năm 1856. Dân số nội thành của Paris là khoảng 3 triệu người, với tỷ trọng 21.000 người trên 1 cây số vuông, tức khoảng 20 người trên 1 mét vuông. Đây là thuyền buồm La Boudeuse, khánh thành vào năm 1916. Đây là cảnh sát giao thông đi tuần tra để xem có ai đi ngược chiều hay là đốt đèn xanh đèn đỏ hay không. Trước mặt các bạn là cầu Alexandre III, đẹp nhất Paris, đã được khánh thành vào năm 1900. Đây là nhà hàng Rosa Bonheur ở bến Invalide. Bánh xe đu quay bên kia sông nằm trên quảng trường Concorde. Và chúng ta tiếp tục hành trình chạy tiếp. Có vẻ như là tốc độ của mình đi rất là tà tà nên mọi người đều vượt qua được. Tay trái bên kia sông là Viện Bảo tàng Le Louvre. Diện tích của Le Louvre là 72.735 m². Năm 2012, số lượng khách vào đã đạt số kỷ lục 10 triệu người. Trái là Viện Bảo tàng Orsay với 3,5 triệu khách vào năm 2014.
đây là cầu Royal, là băng qua bên kia là viện bảo tàng The Louvre. Bạn để ý là lề đường rất là rộng rãi, có thể đi xe đạp hay là đi bộ một cách rất là thoải mái. Bên tay phải là cầu Le Pont des Arts, rất nổi tiếng với những ổ khóa tình yêu, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta vượt cầu Pont Neuf để đi về hướng đảo Cité. Với một số du khách đi tour xe đạp điện. Xe mình thì không có điện nhưng vẫn chạy thoải mái đã hơn 1 tiếng. Bên tay trái chắc các bạn đã nhận ra một kiến trúc trông quen quen. Đó là nhà thờ Đức Bà. Ông được Paris khởi xây dựng vào năm 1163 và đã được tu bổ và trùng tu cho tới cuối thế kỷ thứ 19. Nơi đây là cảnh của bộ phim hoạt hình Thằng Gù, Nhà thờ Đức Bà Paris của Walt Disney. Chuyện kể về một thằng gù xấu xí tên là Quasimodo với người đẹp Esmeralda. Nơi đây thu hút tới 20 triệu khách du lịch mỗi năm, là một địa điểm tham quan cao nhất Paris và cả Âu Châu. Sau cách mạng Pháp năm 1789 thì nhà thờ này thuộc về sở hữu của nhà nước nên vào cửa miễn phí. Nếu bạn muốn lên trên đỉnh đỉnh cao thì không miễn phí và phải xếp hàng và chịu khó trèo 422 bậc thang. Hôm nay bận đi xe đạp dạo phố nên chắc để dịp khác thôi. Chúng ta tiếp tục đi hướng về phía bắc, vượt qua cầu Saint-Louis. Này thường có nhiều biểu diễn nghệ thuật. Trên đảo Saint-Louis thì nếu bạn mệt thì có thể dừng chân để dùng cà phê, kem. Nhưng tôi vẫn bận chạy xe nên chắc để lần khác thôi. Chúng ta lại trở lại với dòng sông Seine trên con đường Georges Pompidou. Trong tuần thì đường này mở cho xe chạy ào ào. Chủ nhật thì đường này trở thành phố đi bộ, rất là thú vị. Chúng ta vẫn tiếp tục đi vào hướng đông và vẫn cứ thế mà đi.
lại thêm một cầu sắt của nhà thiết kế Eiffel. Cầu này tên là Austerlitz Viaduct d'Austerlitz. Bên kia sông là thư viện François Mitterrand khánh thành vào năm 1995. Là cầu Simone de Beauvoir, một loại cầu treo hiện đại với một kiến trúc rất là độc đáo. Đến đây cuộc hành trình hơn 2 tiếng và hơn 12 cây số bằng xe đạp kết thúc. Mong là các bạn đã vui vẻ cùng hành trình với tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn lần sau.